bạn biết được những YouTuber nào trong video này. Nếu bạn trả lời sai, bạn sẽ mất máu và phải nhận hình phạt của thử thách đoán tên YouTuber trong Minecraft. Thử thách đoán tên YouTuber. Ngày hôm nay mình cùng với Hai Chi sẽ đối đầu với nhau và sẽ coi ai là người hiểu biết về YouTuber nhiều hơn nha các bạn. Hai Chi ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Trước khi bắt đầu thì tụi mình còn có thêm 3 mạng và ai thua hết 3 mạng người đó sẽ phải chịu hình phạt. Và hình phạt là cái gì các bạn nhớ coi đến cuối video nha. Rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ thử thách đầu tiên sẽ do mình là người gọi là chơi trước nha các bạn. Hai Chi ơi, tôi nghĩ chắc chắn ông sẽ không có thể nào mà đoán được cái YouTuber này đâu. YouTuber gì đây, để cho tôi hỏi nè. Người đó có màu trắng trên mặt không? Đúng rồi, Hai Chi đã nói rồi, gọi là có một cái câu rất là đúng, đó chính là có màu trắng trên người. Để tôi đọc nè, không có màu trắng này, cũng không có màu trắng luôn, không có màu trắng da sao nên tôi lại có nè. Để tôi hỏi thôi coi, cái người đó có đội nón không? Có. Mình cũng rồi nhận ra rồi. Rồi tới ông đó Hai Chi. Được rồi, người đó có đeo mặt nạ không? Không, cái người của bên tôi không có đeo mặt nạ. Rồi tới tôi nha, tới tôi nha. Rồi, người của bên ông ăn có nhiều không? Người bên tôi hả? Ăn rất là nhiều. Ăn rất là nhiều sao? Được rồi, được rồi, khó rồi nghe, bắt đầu khó rồi đó nghe. Rồi tới ông đó Hai Chi ơi. Được rồi, người đó có con mắt hình chữ X không? Không có, con mắt rất là bình thường luôn. Rồi, biết là đập này đi. Theo như Hai Chi hồi nãy nói là cái người của bên mình là không có đội nón đâu. Mình sẽ chừa là những người đội nón như là anh Mát nè. Đập nè. Rồi, cái này cũng đội nón. Ok, còn có mấy người thôi. À, rồi hồi nãy mình có nghe Hai Chi nói là ăn nhiều nữa. Ở đây là có chị Navi là siêu ăn nhiều nè. Có anh Mát cũng ăn rất là nhiều nè. À, mình phải bỏ được Zombie các bạn ơi. Zombie là không ăn nhiều nha. Rồi, rồi được rồi Hai Chi ơi, bắt đầu câu hỏi tiếp theo đi Hai Chi ơi. Rồi, câu hỏi tiếp theo nè. Người này có mắt màu đỏ không? Đương nhiên là không rồi, mắt người mà làm sao lại mắt đỏ được. Được rồi, tôi sẽ loại bỏ hai người. Rồi được rồi, bây giờ tới tôi hỏi ông nha. Cái người của tôi á có cái series gì đó liên quan về nguyên tố. Nguyên tố à? Đúng rồi, đúng rồi. Có nha, có nha. Nếu mà về nguyên tố thì đây nè các bạn ơi. Đây là anh Mát nguyên tố nè. Anh Mát có cái gọi là series nguyên tố. Vậy là mình không thể nào loại được anh Mát rồi. À, bây giờ tới chị Nabi. Nhưng mà chị Nabi cũng có những cái nguyên tố, đó chính là rồng nguyên tố, các bạn hãy coi nè. Đó, thấy chưa, khó quá các bạn ơi. Còn ở đây là Huy Núp luôn. Huy Núp cũng có những cái gọi là video về nguyên tố. Nhưng mà ở đây mình có thể loại được anh Buron nè các bạn. Rồi ở đây nè, bỏ loại được anh Sinh Đù. Anh Sinh Đù chỉ có reaction thôi à. Rồi, được rồi, cho tôi hỏi nè. Cho anh bộ đồ của người này nè, có gọi là chấm đen gì không, bỏ sữa. Chấm đen thì là chắc chắn là không có rồi. Tôi sẽ gợi ý cho ông, nó có màu đỏ trên người. Vậy là bỏ chấm đen là vẫn còn hai khuôn mặt nữa tôi sắp đoán được rồi nha. Trời ơi, Hai Chi hình như cũng sắp đoán được các bạn ơi. Mình vẫn chưa biết là bên này ai nữa. Bởi vì mà người đó gọi là có đặc trưng là một con động vật gì không hả Chi? Có nha. Nếu mà có thì chúng ta sẽ chọn anh Mát nè các bạn. Và chị Nabi, tại vì anh Mát là con gấu, còn chị Nabi là con ong. Thì chúng ta sẽ loại bỏ được Huy Núp. Tôi tưởng anh Mát là con heo chứ. Rồi, câu hỏi cuối nè. Bên chỗ ông á, cái con đó có một chấm mắt không? Một chấm con mắt ở nhà chứ không phải là chấm. Bên này á, là có tí gọi là con mắt bị hai chấm lận chứ không phải một chấm đâu. Rồi, tôi đã biết kết quả rồi, đó chính là tôi nè. Ôi, đúng rồi các bạn ơi, Hai Chi đã đoán đúng rồi. Trời ơi các bạn ơi, mình đã mất một trái tim rồi các bạn ơi. Nhân vật của ông chính là anh Mát người ngoài hành tinh. Cái gì? Thì ra là anh Mát cho các bạn. Trời ơi, nãy giờ mình không có đoán cho được anh Mát. Rồi xong luôn, thua ván đầu tiên rồi. Được rồi, bắt đầu ván thứ hai thôi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hai Chi sẵn sàng chơi chứ? Rồi. Được rồi, bây giờ để cho tôi hỏi trước cho. Nhân vật bên ông có tóc màu xanh dương không? Không có tóc màu xanh dương. Ok, không có tóc màu xanh dương. Vậy là mình đã loại được Huy Núp nha các bạn. Đó. Được rồi, cho tôi hỏi là cái con bên ông á có màu xanh lá trên người không? Không có. Bên tôi là có một cái màu cực kỳ đặc biệt luôn, nhưng không có màu xanh lá. Không có màu xanh lá là loại bỏ màu xanh lá nè. Đó, còn con nào loại bỏ màu xanh lá không? Rồi, vậy bây giờ tới tôi nha. Con bên ông là có đội nón không? Đội nón hả? Để ta coi. Không có đội nón. Không có đội nón, vậy là mình xin loại bỏ những người đội nón với các bạn. Một người, hai người. Ok, ok, tới ông hỏi tôi đi anh Chi. À, người đó có màu trắng không? Không, người này tôi nói rồi, một màu rất là đặc biệt, không hề có màu trắng nha. Không có màu trắng. Rồi, loại bỏ hết những màu trắng nè. À, còn ai nữa ta? Rồi, hết trắng rồi đó. Vậy người bên ông có cái mặt ngáo ngáo hay là ngu ngu không? Không có mặt ngáo ngáo ngu ngu. Ồ, vậy là mình loại được thù riêng nè các bạn ơi, thằng Núp nè. Rồi, người này có tóc màu cam không? Màu cam hả? Không có.
không có tóc màu cam thì loại bỏ màu cam thôi. Chị người bên của ông á, tóc màu tím không? Có. Ồ, vậy là tôi biết người là ai rồi. Được rồi, câu trả lời chính là chị Nabi. Chị Nabi đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình có ba cái gương mặt thì bây giờ mình không biết đóng cái nào đây các bạn. Người này á, có tóc màu đỏ không? Không có tóc màu đỏ luôn. Trời ơi, sao nói sai hoài ta. Rồi bây giờ tôi hỏi cái này là để coi này. Chị Nabi á thì có gọi là nhân vật trong game nào không? Nhân vật trong game nào không ạ? Rồi. Ôi, vậy là đúng rồi các bạn ơi. Vậy là đây là chị Nabi trong Roblox đòi đúng không? Đúng, chính xác. Yeah, đúng rồi các bạn ơi. Ai chán thì chứ. Vậy mới chán là được rồi. Vậy là bây giờ trái tim của mình đâu hòa với trái tim của Hà Chi rồi các bạn ơi. Liêu. Được rồi, dáng thứ ba thôi nào. Rồi, dáng thứ ba. Ok, chuẩn bị cho chị ơi. Tuy là tôi với ông bằng cái tim nhưng mà tôi siêu quyết tâm thắng ông đó nha. Được rồi. Rồi, cho tôi ở trước nha, nãy ông thắng rồi. Ok. Người này có màu đỏ trên mặt không? Trời ơi, cái gì mà ghê vậy, mới hỏi cái là dính luôn. Có màu đỏ. Có màu đỏ là những nào không có màu đỏ thì lại. Trời đất ơi. Bây giờ tới ông đúng không? Tôi sẽ hỏi nè. À, bên ông, cái người của ông có màu xanh dương không? Màu xanh dương á, để xem coi. Không đúng có rồi. Xanh dương nha. Không có xanh dương thì mình sẽ vẫn phải loại xanh dương các bạn ơi. Đó, mình sẽ loại Huy Núp nè, Jimmy ra hết. Để tôi hỏi coi. Người này có cái khuôn mặt quái vậy không? Có vẻ cũng hơi có. Gọi là nó hơi hiện đại xíu. À, kiểu vậy, gợi ý vậy thôi, chứ không có nói rõ đâu. Hiện đại xíu hả? Để coi đập này nè. Nè. À, giống như hiện đại xíu thì có thể gọi là Hachi tương lai phải không? Anh đồ. Trời ơi, Hachi tương lai đúng rồi. Đúng rồi, đây là người cuối cùng. Yeah. Trời đất ơi. Biết bên ông là cái gì không? Của tôi sao? Là gì ta? Phải đoán các bạn ơi. Đó chính là anh Sơn. Cái gì? Anh Sơn đủ sao? Chết rồi, vậy là mình thua rồi. Trời ơi, các bạn ơi, mình chỉ còn một tim thôi. Hachi đang hại tim, vậy là chắc chắn là mình sắp thua các bạn ơi. Được rồi, bây giờ là dáng thứ tư. Kỳ này tôi sẽ cho ông khỏi đáng luôn nghe Hachi. Cho ông đáng chưa ra. Ok, cái người của bên ông có màu tím không? Không có màu tím. Không có màu tím, được rồi, loại bỏ nè. Đó, mình sẽ loại bỏ hết màu tím thôi các bạn. Ok, tao mở cho đi Hachi. Người này có đội nón hay chùm đầu vậy không? Có chứ, có đội nón. Có đội nón à, không có mặt ngu. Không có mặt ngu đó, không có mặt ngu nè. Không có mặt ngu nè. Rồi được rồi, bây giờ tôi đã bỏ hết tất cả các mặt ngu ra rồi đó. Rồi bây giờ ông hỏi tôi đi. À được rồi, người của bên tôi có mặt ngu không? Có mặt ngu luôn. Vậy là chắc chắn là sâu quyết rồi. Ôi đù, trời ơi, Hachi đáng ghê vậy. Hachi biết rồi, nhưng mà không sao. Cái của tôi là nó khó đáng hơn nhiều luôn á nha Hachi. Rồi bây giờ tôi hỏi ông nè, cái người của tôi có màu xanh dương không? Xanh dương hả? Có xanh dương. Ok, có xanh dương là đập hết luôn các bạn ơi. Ok, đó là Huy Núp đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ còn Huy Núp với Jimmy, nhưng mà mình đã đoán được Huy Núp rồi. Nhưng mà Huy Núp có ba dạng, màu xanh dương, màu xanh lá cây và Huy Núp nhắm mắt. Thôi bây giờ đoán đại nha. Vậy là Huy Núp có đội gọi là mũ sắt kim cương không? À có, ông chắc trả lời chính xác rồi đó. Yeah, mình đã trả lời chính xác rồi các bạn ơi. Wow, Hải Chi, vậy là Hải Chi bằng mình rồi các bạn ơi. Hải Chi cũng còn có một trái tim cuối cùng thôi. Hải liệu rằng mình có dạng Huy Định. Ok, dạng thứ năm rồi nào. Rồi, dáng cuối cùng, sẵn sàng chưa, Hachi? Rồi, được rồi, bây giờ dáng này tụi mình sẽ phải đối đầu với nhau. Coi trái tim của ai sẽ là người mất. Mà nếu người đó mất, người đó sẽ phải chịu hình phạt đó các bạn. Rồi, được rồi, bây giờ Hachi ơi, ông gọi là, tôi hỏi nè, bây giờ cái người mà của bên ông ấy, nó có bình thường không? Bình thường á? Ừ, đúng rồi. Không bình thường nha. Không bình thường, vậy là mình sẽ đi đập những người bình thường nha các bạn. Ok, đập nè, bình thường nè. Cho okay, tôi hỏi nè, bên ông có những người nào có con mắt dấu ít không? Con mắt dấu ít thì không có nha. Không có con mắt dấu ít à? Tôi sẽ đập với những người bình thường nha các bạn. Đó, bình thường nè. Được rồi các bạn ơi, mình đã đập với những người gọi là không bình thường rồi. Vậy ở đây là gọi là trong cái người bên ông á, nó có màu tím không? Có màu tím nha. Ok, có màu tím nha. Các bạn ơi, màu tím. Ok, mình sẽ đập những cái màu gọi là không liên quan các bạn ơi. Chút xíu rồi đó. Rồi ok, tới ông hỏi đi. Người này có đội đi và đội nón không? Người này không có đội nón, nhưng tôi gợi ý cho ông người này có cái lỗ tai. Đây nè các bạn, cái lỗ tai đó. Không có đội nón à? Bây giờ tôi hỏi ông luôn nha. Người của bên ông có đội nón không?
không? Có đội nón. Ok, có đội nón đó, tôi sẽ bỏ ra những người không đội nón. Rồi, cho tôi hỏi nè. Người bên nào có màu xanh trên mặt không? Người bên tôi không có màu xanh trên mặt. Ok. Vậy bây giờ người bên tôi á có hai thứ là có phải là người bình thường đi làm công việc bình thường hay không, hay là gọi là một coi gọi là một công những cái con ác quỷ? Không phải là người đi làm bình thường nha. Ok, vậy là sẽ mình sẽ loại bỏ Navi ăn trộm các bạn ơi. Ui, nhưng mà bây giờ còn gọi anh Mát, gọi là Mát Jam với quỷ gì này, mình không có hiểu mấy cái này các bạn ơi, mình không có nhớ. Nhưng mà cũng khá khó đó. Bây giờ hai con này con nào cũng y chang nhau, bây giờ mình phải chọn đúng thôi. Bên tôi người đó có màu cam không? Màu cam hả? Có. Có không? Đúng rồi. Jack VN đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ông có đoán ra được rồi Jack VN nào không? À chơi nha, gọi tao biết ông hỏi á. Rồi bây giờ cái con gọi là của anh Mát á, là nó có bao nhiêu con mắt vậy chị? Theo số thì sẽ gọi là 5 con. 5 con? Ôi, vậy là tôi biết rồi. Đây nè, đó chính là ngày giam đúng không hả chị? À, đúng rồi. Yeah, vậy là mình đã chính xác rồi các bạn ơi. Ôi, Hải Chi đã mất hết những cái tiền rồi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ cho Hải Chi một hình phạt thôi nào. Được rồi, Hải Chi, ông đã thua rồi. Giữ hình phạt thôi. Ôi, mất tiêu luôn các bạn ơi. Vậy là mình đã chiến thắng trong cuộc thi gọi là đoán YouTuber rồi. Nếu như bạn thích video của mình, đừng quên là like cho mình, muốn like, muốn share, muốn subscribe. Và đừng quên là qua đăng ký kênh mình có xin tốt tiên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.